Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay anh Hoàng Vương ở bên UEDA đã tài trợ để xây dựng công trình cầu chống khua. Thì trước tiên là xin chân thành gửi lời cảm ơn tới anh Hoàng Vương và Chú Tâm ở trong Sài Gòn là những cầu nối đã gửi chuyển tiền về cho kênh và để ủng hộ giúp đỡ bà con dân bản. Và hôm nay mình sẽ đi ra ngoài bên bản Cung Khua để gặp một số anh em phụ trách thôn ở đấy, xem là bà con có phấn khởi không các bạn nha. Và sẽ cho toàn thể bà con biết là hiện nay cái mơ ước của bà con bao nhiêu đời nay thì đến giờ phút này là bác Hoàng Vương ở bên Mỹ đã ủng hộ xây dựng cái cầu ấy rồi. Và một số nhà hảo tâm khác nữa thì là cũng đồng hành cùng kênh để cho cầu này, rồi còn dôi dư chút nào thì mình sẽ triển khai chọn những đoạn đường, những cái đoạn rất là khó, nhiều đá gồ ghề đi khó đi để mình sẽ làm cho bà con các bạn. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng đồng hành theo mình đi ra phía ngoài bản Cung Khua các bạn nhé. Điểm phía tay mình chỉ đó là điểm mà sắp tới sẽ làm cầu tên tạm đặt tên là cầu Hang Chống Khua các bạn. Đấy. Đấy, các bạn có thể là nhìn thấy một cái độ rất nguy hiểm. Cái này chỉ cần sơ sẩy cái cột chân phát là xuống cái vực ở dưới kia luôn. Đấy, các bạn có nhìn thấy là cái vực là chỗ tay mình chỉ đó không? Ở dưới có một cái vực rất là to và sâu các bạn ạ. Sâu tầm cỡ khoảng 2-3 mét luôn. 3 mét hơn 3 mét luôn. Đấy, rất là sâu. Đây, lưu lượng nước bây giờ hiện tại các bạn này. Tuy rằng là đã tháo vào ruộng rất nhiều đó, nhưng mà lượng nước vẫn còn rất là nhiều luôn. Qua đây thì mình cũng quay lại một chút như thế để quý vị các bạn coi là cũng nắm được cái vị trí làm cầu ở tại bản Chống Khua. Đây là cái hướng về phía hạ lưu. Đấy, phía hạ lưu đấy các bạn. Đeo súng nhá. Khó quá. Không dám lại vợ nè. Đi ra ngoài kia chứ. À thế à? Đi ra ngoài chỗ nhà An Lử để tí thông báo cho An Lử cái tin vui. À thế à? Sắp tới là sẽ triển khai làm cho cái cầu này.
đây bây giờ là bắt đầu đến nhà lửa đấy các bạn. Đấy, bắt đầu lên nhà lửa, mình thấy rất là nhiều xe coi là đường bà con đến đây các bạn. À, xin chào anh nhà nhá. Anh chào. Đây là già làng đợt đầu tiên đi khảo sát là anh em mình trên kênh gặp đấy các bạn ạ. À, xin chào tất cả anh em nhá. Chào bác nhá. Rồi, xin chào. À, xin chào. Đây là lửa đấy các bạn ạ. Hôm đi khảo sát là lưu hả bác? Chào bác nhá. Chào anh em nhá. Vâng, chào anh. Rồi, xin chào. Rồi. Chào bác nhá. Ok. Xin chào. Này anh em đang đợi mình đây à? Vâng. Thế anh em đến đợi lâu chưa? Cũng vừa ra tí rồi. Ra một tí. À thế à, vừa ra được tí thôi đi. À thế à. Thế anh em ngồi vào nước đi. À. Tinh thần trao đổi lại với ai lửa với anh nhà này nhá. Và toàn bộ bà con có mặt ở đây ngày hôm nay nhá. Vâng. Hiện nay là bác Hoàng Vương ở bên Mỹ đã chính thức tài trợ cho bà Trúc Phua để làm cái cầu mà đợt trước anh em mình đi vào khảo sát đấy, cái cầu có thác nước ấy, nhá. Đấy, thế thì hiện nay là mình đang làm cái cầu ở trong hãm bản Hương C, thì chắc là còn khoảng độ chục ngày nữa là xong, nhá. Đấy, chục ngày nữa xong thì sau khi mà làm xong cầu Hương C thì là mình sẽ cho chính thức khởi công cầu ở ngoài này. Đấy, thế thì cũng hôm nay coi như nhận được tin chính thức như thế thì mình cũng ra đây để thông báo, trước tiên là thông báo cho gia làng biết. Đấy, cái hai nữa là thông báo cho toàn bộ bà con dân bản đấy, và cán bộ thôn nắm được để có phương án coi như là ta xếp sắp nhân lực để chuẩn bị công tác coi như là thi công cái cầu Trung Khua. Đấy, thế thì đấy thì tinh thần là như thế, thì xem ý kiến già làng thế nào nhỉ. Hay cần là như nhà họ Trung đã có vững lòng cái cầu thì vững cảm ơn nhà họ Trung. Ừ. À, cho nó động viên bà con cố gắng đi làm cái cầu ấy. Okay, cho okay. Nó được cái cầu thì cảm ơn nhà họ Trương. Rồi ok ok. Đấy. Bây giờ ý kiến của trời thế nào? Trưởng thôn nữa rồi. Thế nào? Ý kiến trưởng thôn khi mà được nhận tiền để làm cầu thì ý kiến trưởng thôn thấy nào? Hôm nay thì cũng được bác kênh Triệu Cầu Đường thông báo là đã có nhà hảo tâm hỗ trợ vốn để giúp đỡ bà con xây dựng cây cầu, thì cũng thay mặt bà con cũng rất là cảm ơn, với cả bà con là đang rất là phấn khởi với cả hào hởi. Bây giờ thì cũng trong thôn bản thì cũng phân chia các tổ để chuẩn bị đi thi công làm cây cầu, thì cũng rất là cảm ơn nhà hảo tâm với cả nhà hảo tâm Hoàng Vương đã hỗ trợ vốn để giúp bà con xây dựng cây cầu để đi lại cho nó thuận tiện cho sản xuất. Rồi, cả đi lại các kiểu thì cũng thay mặt bà con thì cũng cảm ơn nhà hảo tâm và cũng chúc bác sức khỏe và tiếp tục đồng hành chúc cùng mừng. Với kênh và bà con trên vùng chúc cao mừng nhá. Chúc mừng thôn bản nhá. Cảm ơn bác nhá. Đây là An Lử. An Lử là bí thư các bạn. Đấy. An Lử cho ý kiến chưa? Thay mặt thôn bản thì sau khi được nghe bác Triệu Cầu Đường thông tin về cái vốn mà bác Hoàng Vương đã hỗ trợ thì tôi cũng rất vui mừng phấn khởi, và bà con được nghe tin này thì sáng nay tôi cũng thông báo rồi, bà con cũng rất là vui và rất là cảm ơn nhà hảo tâm. Rồi thế là được rồi. Tức là trong ngày nay ngày mai thì sẽ huy động toàn dân để đi làm một ngày. Rồi ok. Sau đó che tủ thì chúng tôi cũng đã họp thôn che tủ rồi. Thì rất cảm ơn nhà hảo tâm với lại chú Triệu Cầu Đường. Rồi ok. Xin cảm ơn nhá. Rồi xin cảm ơn. Chúc bà con nhân bản nhá. Là sắp tới là có cầu thì là bà con cố gắng bảo nhau lao động cho nó thật là tích cực để chấm nhanh được cầu nhá. Làm sao đó anh em mình coi như là hoàn thành vượt lũ trước mùa mưa năm nay ấy là phải có cầu đi nhá. Rồi ok. Rồi. Được rồi, thế thì bà con thấy nào? Bà con nhất trí đi làm không? Được rồi. Thế thì cố gắng nhá. Cố gắng là đợt tới để vận động toàn thể bà con coi là đi làm cho nó nhanh để trước mùa mưa lũ coi có cầu để đi nhá. Rồi ok. Rồi anh em uống nước đi. Anh em uống nước đi. Thế thì hôm nay xuống thông báo với bản như thế nhá, để bản nắm được cái chương trình nhá. Xong rồi bây giờ thì cũng một lần mình xin phép quay vào cầu đây. Xin chào nhá. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn bác Hồng Vân nhá. Ok. Xin kính chào quý vị các bạn. Xin mời quý vị các bạn tiếp tục đón xem anh em tổ 1 chuyển đá ở dưới lòng khe.
lên để đắp đằng sau mố hai các bạn nhé. Lấy hôm qua thì bà con tổ 4 đã sản xuất được một đống sỏi ở phía đầu đường mố 1 các bạn. Đấy, để chuẩn bị công tác đổ mặt cầu. Thế còn hôm trước thì cái cát mình mua lên ấy là lái xe cái này mua cho cái cát quá nhỏ, nó không đảm bảo cường độ các bạn ạ. Cho nên mình sẽ để lại để mà xây và làm các việc khác. Thế còn riêng mặt cầu thì mình đã cho bà con tổ 2 và tổ 3 làm được một đống ở đây rồi. Đấy. Và tổ 4 hôm qua làm đống bên kia. Ngày hôm nay thì tiếp tục quay là bà con tổ 1 làm đào đá đắp đường và chuyển đá đắp đường các bạn. Xin chào. Chào anh em nhá. Anh em đấy, anh em hôm nay thì cũng đến rất là sớm để mà triển khai rồi làm cho nó xong các bạn ạ, để coi như là chuyển sang làm một số công việc khác. Đấy. Chị em thì chuyển đá nhỏ lên cho xe rùa, để xe rùa ấy. Xin chào nhá. Chị em mình chuyển đá bỏ vào trong xe các bạn. Đây rồi, đi đi, con ạ. Thôi đẩy vơi vơi cho nhẹ. Đấy, đổ lắp đường đây đấy các bạn ạ. Đổ đường mua 2 đắp toàn bằng đá. Lắp thế này thì sẽ không lúng một tí nào nữa. Rồi, chuyển lên đi, vô rồi.
Đi làm ở dưới Đông Anh Hà Nội thì đi từ cái đợt mà ăn Tết xong rồi đi luôn à? Tháng 1 đi. Ừ. Thế là một tháng ở dưới được nhiều tiền không? Một tháng 6 triệu nhưng mà kiểu như 2 tháng mới đến lấy một tháng lương ấy. À, 2 tháng họ mới giảm một tháng. Giữ một tháng. Ừ, nhưng mà trong đấy nữa mình không làm, mình viết đơn xin nghỉ thì vẫn là cũng thanh toán hết mà. Thì vẫn thanh toán hết gì? Ừ. Nó có ăn một trong nó đó. Ừ. Thế là vừa rồi là viết đơn xin về nghỉ hay là xin nghỉ tạm thời thôi? Bố cháu ốm nên cháu xin về nghỉ 6 ngày. Ừ. Thế là mấy hôm nữa ấy xong hết thời gian nghỉ lại đi tiếp à? Vâng. Đi về dưới làm được có món của nó, ít tiền nhưng nó có món nhỉ? Với cả đây công việc nhẹ mà. Nhẹ. Yeah. Làm gỗ ở trong xưởng mộc à? Vâng. Ừ. Lúc làm thì làm, lúc không làm thì thôi. Ừ. Thế thì được nhỉ? Về độ dốc của đầu đường dẫn thì là như kè đá đây các bạn. Đấy. Như kè đá đây. Nó nhìn là phía đầu đường một sang đây các bạn. Đồ dốc cũng không có gì ghê gớm cả, đồ dốc khoảng độ hơn 10% nữa các bạn, khoảng độ 13-14%. Nói chung là đồ dốc cho phép đường giao thông thôn, đồ dốc 13-14-15% là được. Toàn bằng đá không, nắp toàn bằng đá không. Trên mặt khe nước các bạn, nhưng mà chiều nay là bắt đầu phải tiến hành đào phần dưới để lấy vật liệu ở dưới các bạn. Bên trên là hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất cát ở bờ suối các bạn ạ, vào bên bờ suối để lấy vật liệu để đắp. Thế còn là trên đồi thì là đất đó dày đặc, cho nên là khi mà đắp vào là nó sạt lở không thể lấy được. Không khí lao động của bà con phải nói là tuyệt vời các bạn. Đấy, trở ra ngoài cái phần tắt đường mô 2 được khá nhiều rồi các bạn ạ. Mình quay cho các bạn xem. Cái phần khối lượng sáng ngày mình căng dây kia, và đến giờ phút này thì thấy là cũng được khoảng 50% rồi các bạn. Nào, 50% không biết có tôi có hoàn thành được không nhờ. Tốt nhờ. Cố gắng làm cho nó xong được cái đầu đường này đi. Quý vị và các bạn thân mến, cả ngày hôm nay thì tổ 1 đã cố gắng hay là hết mình để chuyển toàn bộ phần đất đá và ở dưới lòng suối lên để đắp được hoàn chỉnh phần đầu đường mô 2 rồi các bạn. Thế bây giờ thì cũng khá muộn rồi, bà con bắt đầu về. Anh em về nhá, về nghỉ tối, ngày mai thì tổ 2 tiếp tục triển khai công việc khác các bạn ạ. Bây giờ thì anh em về nhá. Cái khối lượng này phải nói là làm hết ý luôn các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Ngày mai anh em tổ thợ lên công trình thì mình sẽ tiến hành cho anh em triển khai làm phần thép mặt cầu các bạn ạ. Và sau khi làm xong thép mặt cầu thì mình sẽ kết hợp cho làm lan can luôn, hàn lan can luôn, sau đó mới tiến hành đổ bê tông mặt cầu. Đấy là về kế hoạch triển khai thi công công trình cầu 2C. Bây giờ thì mình xin được phép dừng video tại đây. Nếu mà quý vị xem thấy hữu ích thì cho mình xin một đăng ký và xin một like các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào.